Rồi Đạt Chi xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay chú cháu tôi đi cuốn bẫy thầm bê rắn mà. Trời mưa bão rồi. Này là cái đồ để cuốn bẫy, đây là túi lớn. Đây là chuột và túi đựng cá. À, anh em thấy trời đang mưa nha. Đó chú Hai đang đi ở ngoài đó đó. Trời đang mưa. Mưa bão rồi chú cháu tôi cũng phải đi thăm. Tại vì nó tới ngày rồi, tới giờ rồi phải đi thăm. Rồi từ tới 7 mình sẽ quay cho anh em xem nha. Hai chào toàn thể anh em nha. Chào anh, chào các bạn nha. Ngày nay ngày cũng ngày đi thăm mà bị cũng mưa quá. Thời tiết bão đồ nhưng mà chú cháu cũng phải ráng đi thăm. Tranh thủ rồi 3-4 cây bão nó vô phải đi thăm rồi chăm lúa cho chuột nó ăn rồi để mình qua bão rồi mình thăm rồi nó còn có chứ đỡ chuột nó không có ăn rồi bão rồi nó lạnh nó chết. Cái lòng đầu tiên luôn nha anh em. Này ngay cái dũng nước đá. Sao? Nặng con ơi. Nặng là ngon à. Dạ. Vô không? Vô. Vô cầu trâu. Cầu trâu hả? Dạ, cái đầu tiên. Cái đầu tiên ngon nha. Rồi bắt nó luôn sao. Trời ơi, cái đầu tiên ngon à. Đây, mở ra cho các bạn kìa. Rồi chú Hai mở ra cho các bạn xem nha. Mưa bão quá. À, cận cảnh con hổ trâu nha anh em. À, rất là ngon. Mưa bão không có hàng. Mưa bão mà cứ vô đều vậy là ổn. Cái luồng này hôm trước mình dính con hổ mèo, này là vô con trâu, ổn. Này, hôm nay thời tiết không ủng hộ, ráng đi thăm cuốn bớt mớ bẫy đi đặt chỗ khác. Chín lạng không chứ hai? Thơm còn bán lắm nha, cẩn thận cái tay rách da đó. Ôi ra rồi nha anh em, đã rất là đẹp. Thấy là coi như người nó nóng nóng rồi nha, ấm rồi đó. Trâu trắng. Rồi cho vô túi lớn luôn. Đó, túi con mày dài vậy được không? Được, mình ăn thì nó hay, nó miệng hay nhỏ. Không, miệng to mà nó bị cuốn á. Nó bị cuốn lưới á. Wow, cái đầu tiên nha quá. Ồ, cái đầu tiên rồi. Quá đã. Luồng này mình còn ăn á, mình cho chuột đặt lại chỗ đó luôn nha chú ha. Quá ổn. Rất ngon. Mới ra là cái đầu tiên về là tự nhiên thấy người nó nóng nóng rồi, do dù mưa bão cũng nóng nóng rồi nè. Bớt rung rồi. Rồi đến cái tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Tới cái tiếp theo chú Hai, con quýnh ở trong này nè. Trong đám cháy cháy đó. Chui vô nằm bên phía tay trái nha. Đó, dưới cái đám cháy đó kiếm hổ hành rồi chơi. Có cất luôn hả? Ui sao cái lồng? Có hổ hành không? Hổ hành. Ba lạng. Dạ. Cái thứ hai vậy là ok, gai á. Thôi gỡ ba luôn. Gỡ ra luôn ấy. Mưa bão rồi gỡ ra cho anh em xem. Giật đứt luôn. Đó. Cứ hai bắt cái đầu kia, cái đầu này hôm nay ửa nó hư rồi. Ửa hư rồi mình nhét đại vô trong cái khu đó.
cây này nha. Cái này còn phải ấy thì phải học học tay dụng được. Dạ dạ, phải nỉ lên chứ không học tay được. Không được học tay vô. Con cắt hôm xíu mà. Quốc cho tao một phát. Đầy hết. Đổ máu đầy hết. Hôm con cắt hôm xíu mà đâu có khó vô lắm. Cái này bỏ ra để mai mốt thay hôm. Ngon không? Trọng mày. Này. Chứ bốn lạng á hả? Bốn lạng à. Mùa này hổ hành chạy dữ nha. Bảo gì nào chạy nhiều đó. Ngon quá. Vô 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 vô. Con bỏ vô cái giỏ kia. Cái giỏ kia là để đựng bao chứ lại rắn. Còn giỏ này đựng chuột. Để từ từ mà. Từ chú đổi bao của ta. Được không? Dạ. Nó nặng nặng á. Ta vô đó luôn. Đi rồi nhưng mà. Ngày. Nhưng mà từ nào mà nặng nặng á. Đưa cho con rồi chờ chú lấy bông mới. Dạ dạ. Đây có con hổ trâu này 4-5 kg nằm đây nè nha anh em. mười gió mà hai cái là thấy ngon rồi đó, ngon. Em à, hai cái em à. Cái đó để mình chú hai bỏ bịch lúa lại, lấy bịch lúa lại. Lấy lại chứ. Dạ, còn cái lồng đó mình để đó lát nữa mình đem vô trong nhà rồi. Mình sửa lại. Quá ngon. Rồi đến cái tiếp theo mình sẽ quay cho anh em xem luôn nha. Đó, ăn vô đó, ngày đó. Nhẹ ha. Chuột chết không? Mũi gốc này đẹp quá trời luôn mà, gờ máu nữa mà. Chơi bịch lúa. Rồi tới cái lồng tiếp theo nha anh em. Lồng ngay cái chỗ cây ấu chín này nè. Hôm trước mình quýnh cái rồi. Vô con trâu cũng chín lạng. Thời tiết mưa dễ sợ mưa. Đi trên đường mưa dễ sợ. Nặng hả? Ồ. Nặng không? Bự không? Châu. Châu tiếp nha anh em. Mở bao. Trời ơi. Con này ký hơn á. Con này hơn. Bỏ ra. Vô. Vô. Đó, hai cái đầu tiên vô hai con. Giờ cái này nữa. Vô. Con này cầm con hả nhiều. Làm như cái lứa của nó có đàn anh đàn em đi theo á, nấu đuôi nhau vô quẩy hết. Cận cảnh nha anh em. Đó, thấy chú hai bắt này. Con này phải bèo lắm, phải được ký mốt. Ký mốt hả? Bèo ký mốt. Rất là ngon. Con này cũng mới vô rồi chú hai. Vô cũng 2-3 ngày. 2 ngày. 2 ngày hả? Mới thì da sao bóng dữ ta. Giờ như trời mưa nó tắm mưa rồi cái nó sạch sẽ. Đó ra. Từ từ thôi. À ngọt. Không con này to. Hiện cái bóng thứ hai trên. Còn á. Nó trắng nó hơi nhẹ. Trời. Nó phải đen rồi ha. Quá đã. Đó. Có dấu rồi. Có lý rồi. Dạ, bỏ cái đầu vô. Em, túi mới mày luôn nha anh em. Túi mới luôn. Vô hàng mới luôn. Tiếp mấy anh mới luôn. Quá ngon. Không biết hôm nay đi có hàng nhiều nên con mới may túi bự đó. Túi 3 gan luôn á. Im. À, chú hai giờ lại im đó con. Dạ dạ, bữa nay ông chạy rồi đó. Quá đã, rồi. Cột lại luôn chừng. Cho chuột đặt lại cái khác nữa nha anh em. Rồi tới cái tiếp theo mình quay cho anh em xem nha. Hôm nay mưa bão quá, tranh thủ quay ngắn ngắn một xíu để điện thoại mưa nó ướt.
không rõ nét luôn. Dạ. Có gì anh em xem thông cảm nha, rồi xem thì thấy vui thì nhớ like rồi đăng ký kênh ủng hộ cho hai chú cháu làm nha. Rồi đến cái lồng tiếp theo nha anh em. Giờ này mà thời tiết còn mưa, nắng nắng lên xíu như rắn mà đi. Ui, có hàng không? Con chuột con kia. Ui, xém kẹt đầu à. Này mà chở xíu là kẹt đầu nè anh em. Nè anh em coi nè. Đó, nó nằm cái mỏ ra rồi đó. Cái này mà chở thêm khoảng vài tiếng nữa là nó đưa cái đầu ra là kẹt chết toi. Rồi bắt ra luôn chú ơi. Mở bao bắt ra luôn. Trời, có hàng là mừng. Mở này không có lỗ, còn con chuột. Bà lạng à. Bà này nó lâu ba cái rác rứa vô để đắp mền. Kẹt không? Sướng sướng sướng. À. Ngày hôm nay về là mới có mớ đây mà cũng thấy là được khá khá. Chỗ đó có ngừ. Ơ bữa sau đã. Rút đi luôn đi. Rút đi luôn đi. Vô đây đủ ăn cơm tắm sườn chưa? À, là kiếm thêm mấy con dợn nữa để ăn tô phở đi. Chứ mưa gió lạnh lẽo quá. Chụp chết chứ vợ xé cái bao tàn nát. Rồi bọc lại, có gì đi đến địa điểm khác rồi mình sẽ quay cho anh em xem nha. Tạnh mưa rồi nha anh em. Tạnh mưa ạ. Nhớ không, nhớ không? Cũng đặt đôi góc nào rậm rậm á, có không? À, vô vô. Tưởng đâu ngập nước rồi chứ. Hồ trâu. Hồ trâu, hồ trâu. Trâu. Trâu nè, này trúng hồ trâu. Nhỏ. Nhỏ hả? Này bãi lạng không? Bãi lạng. Trâu, mở bao luôn nha chú hai. Lên lên lên. Đặt lại cái. Cho bịch lúa vô. Luồn êm ạ. À. Tới giờ này đi là tự nhiên ống nóng ngừ, hết mưa ống nóng ngừ muốn cỏ mưa luôn. Hàng vô điều điều. Vợ con nó cột ạ. Có cái kéo trong đó không? Nhấp một cái luôn. Nhấp thì nó dây đâu cũng chạy. Đây kéo nhấp cái vợ nhanh. Bỏ trong túi bỏ nhà. Chà. Nó có hàng là mừng rồi mà mưa gió dễ sợ. Này lát nữa chú hai cột lại dày lại. Cột cột kiểu rút à. Rút à, chú hai cũng rút à. Rút gì đâu. Khá không? Khoảng 7 làng. Ừ. Khoảng 7 làng. À, quay cận cảnh luôn nè chú ơi. Đi quay cận cảnh. 7 làng. Có hàng nha anh em. Cũng mập ú à. Mập ú, hàng này mới vô mà. Mới. Quá lợi hại. Đó chú hai thấy không? Con quýnh 7 là quá lợi hại đó. Cho quay đơn giản được. Rồi, bắt đầu là... Bữa sau là cứ để con đặt đó nha. Con kiêu ngạo hả? Con kiêu chú rồi đó. Chú giận lắm rồi đó. Thiếu à, chú kêu chú làm con chừng. Làm chú hai, mà dàn bẫy chú hai đâu có bắt mấy con nhỏ nhỏ được phải không? Chú kêu là con chừng 2 kg rưỡi.
bắt nhỏ nhỏ thôi, chú hay bắt con mèo. Đã hàng ra nha anh em. Đó, đã ra rồi. Nào. Quá đã, quá đã. Trụ chỉ ỉ kìa. Ỉ đầy mặt đầy mày luôn nè. Cởi nó đi, có hàng ỉ cũng sao. Thôi cho túi luôn đi. Tranh thủ rồi mình thăm cái khác. Hàng ỉ sao. Con nói mày túi 3 gan rồi mang theo mà đựng rồi mang 2 cái rồi. Chày hả? Hôm bán hàng to vô là nó đâm cứ nằm im thôi, không được nào nhúc nhích. Sao túi mới à? Túi mới. Nó lấy mùi sao chứ. Rồi đến cái tiếp theo mình quay cho anh em xem nha. Nhớ bẫy nằm đâu không? Cỏ nó lên cao quá thấy được. Hả? Nhìn gà hả? Ô kẹt đầu. Ô hành à. Con này cứu được á, còn sống không? Lên thăm cái tiếp theo luôn đi chú hai. Xích lên trên đây xíu nè. Để cảm cho rồi gỡ luôn lần. Có với ruộng nó ngập nước rồi. Đó khẽ lồng cỏ nhiều nè. Có hàng không? Có luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, con hũ hành này. Quá ngon. Ngon. 4 lạng á. Mở bao luôn chú. Hai cái này vô hai con luôn nha anh em. Mình đặt gần dưới bờ ruộng. Sợ dưới đây nó ngập nước. Dưới đây nó ngập nước. Không lạ. Mở vô. Hổ hành nha anh em. Hàng này sướng. Chuột còn bụng nè. Thơm. Mở cái này luôn đi chú ơi. Đây. Người con bắt đầu nóng rồi đó. Chú giờ cũng bắt đầu. Cứu con kẹt đầu trước đi chứ. Đó. Để cái cây. Mới vô. Em xử lý con hổ hành luôn. Cho con cái cây dài hơn á. Hai cây. Hổ hành còn gọi là hổ chì nha anh em. Loại này không có độc. Con này khác. Chuột của nào cũng nặng. Chuột nó cũng dữ nè. À. Tuyệt vời mặt trời. Ui trời nó ỉ. Thơm bơ. Kìa con. Kìa đây. Rồi kìa. Ôi trời. Khom gì hình. Không nữa nè. Trời này chú cháu không vậy. Ôi à sao lại kẹt nữa. Chưa kịp lấy ra là đã kẹt nữa rồi. Anh xiên quá. Sao anh xiên chui quá không hiểu. Cậu có cứu rồi mà còn xiên quá trời. Coi chừng kẹt nữa giờ. Nữa ai lâu. Này. Giờ phải được đi. Tạm. Đã đã nha. Trong kia còn túi nữa nha. Cho chuột có đặt lại luôn nha anh em. Cái tiếp theo mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đây đi 47. Đó.
vậy to nhé. Vô, có mỗi hành. Mỗi hành nhỏ. Chà, mỗi hành nhỏ mà cái vỏ này không có cái đồ để bắt. Cái gì có không con? Đây, 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 đây. Thôi, thôi, thôi. À, quên nhé. Chào mở túi rồi mày thứ hai. Đâu mà vỏ cái đâu, vỏ như người ta nói này. Có hàng nha anh em. Con này nấu cháo đậu xanh là y bài luôn á. Hai người gửi ra. Mưa gió mà nấu cháo đậu xanh. Không cho vô túi chi? Túi nào nữa? Đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Đồ này khá lắm nha anh em. Thôi cho vô túi cũng vậy. Đây này, đây đây. Túi cái để lên kia đựng buồn kia chứ. Không biết sao hôm nay đi chắc chắn là phải có chồn nên phải đựng hai túi. Chắc ăn vậy không con? Dạ. Chắc ăn cái luồng chồn hôm bữa. Chờ để con. Rồi đặt lại cái này đi chú ha. Chạy không? Hả? Còn. Còn luôn hả? Quá vậy chả? Còn. Để con đi lại ta. À. Để con. Con tự chơi. Làm tiếp theo nha anh em. Ui chà, cỏ rậm quá. Có hàng. Ui trời ơi, con hổ hạnh kẹt đầu mới vô. Nó lội ra cái khúc đây nè. Chứ bà chuột còn sống luôn. Hay quá. Mát tay không? Cứng rồi không sao. Ủa? Chết rồi hả? Xui 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 xui. Lẹn không? Làm gì mới vô ối chuột luôn à. Rửa được tiền chuột không? Cũng được mấy chục nghìn. Con ngán quá khủng. Răng khủng khiếp luôn nè. Túi kia đâu? Hả? Thổi, thổi, thổi. À cho túi máu lấy hên ha. Thấy con mở hàng rồi đó. Quá đã, quá đã. Trúng rồi đó. Rồi tới cái tiếp theo quay cho anh em xem nha. Chú 24 lên cái hỏi cừ coi coi. Trời ơi. Tới cái lòng tiếp theo nha anh em. Nãy giờ chú cháu tôi là đuối lắm rồi đó. Đó. Sao đẩy tới đó chứ vậy? Chuột còn y nguyên. Làm như trên này nó đủ đi ăn đám cưới đâu hết rồi á. Đi đường nào. Rồi giờ chuyến thăm bể rắn hôm nay thì cũng được kha khá nha mọi người. Này vậy là cũng trúng rồi. Mưa bão như vậy là trúng rồi. Còn vợ anh với hành không có hổ ngựa, không có hổ mèo. Thì cũng ráng hết sức rồi đi thăm thì cũng đạt được kết quả cũng kha khá. Thì anh em có xem video thì cũng nhớ like rồi đăng ký cho mình cái để có động lực để đi làm video thêm nha anh em. Rồi chào toàn thể anh em luôn nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ.